Mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, đến má thương. Nước của má nè má. Con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má. Con mong là sau khi mà má nghe thì má sẽ bớt nhớ ba Hương và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. Đẹp. Má đẹp lắm má ơi. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má. Thank you.
má vô, má nấu cơm cho tụi con ăn nha. Má tỉnh hả má? Má tỉnh rồi em ơi. Chị Hai ơi, má tỉnh, tỉnh rồi. Má vô má nấu cơm làm sữa cho con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây 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 má đây. Nín nín nín. Má thương má thương. Bà sắp về nha. Thôi mà chị Hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị Hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị Hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị Hai. Ừ, cố gắng lên. Đêm dài nghe tiếng giọng cô trăng non con thức đón cha về. Họ ơi,
chiều thu. Gần tới mộ của mẹ mình rồi đó. Gần tới mộ của mẹ rồi hả chị hai? Nãy giờ hai đứa mình đi lâu quá, đi đường dài quá chị hai ơi. Út có mệt không? Dạ em mệt có chút xíu à chị hai. Kìa, mộ của mẹ mình ở đó kìa. Dạ, hay là bây giờ hai đứa mình ngồi xuống bày đồ rồi thắp nhang cho mẹ nha chị hai. Ừ. Em ba cây, chị ba cây nha. Dạ chị hai. Mẹ ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hai chị em con tới đây thăm mẹ nè. Út bây giờ cũng lớn lắm mà mẹ ơi. Dạ đúng rồi mẹ, bây giờ con lớn lắm rồi. Mặc dù á là con chưa thấy mẹ lần nào hết trơn á, nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Chị hai ơi, không biết là chị hai giống mẹ hay là em giống mẹ nữa ha chị hai. Chắc Út giống mẹ, tại vì em gái của chị đẹp mà. Thôi từ sáng giờ đi cũng đường dài rồi, em ngồi ở đây nghỉ xíu nha. Dạ. Mẹ qua đời khi
cậu đem về kêu mang vì thương cháu khác xưa. Sinh hai con ra mà mẹ không thể lo lắng thương yêu chăm sóc cho hai con. Nhìn hai con như thế này mẹ đau lòng lắm, nhưng mà mẹ không thể làm gì hơn được hai con à. Hai à, con là chị lớn, con phải biết chăm sóc lo lắng cho Út nha con. Hai đứa cố gắng nương tựa nhau mà sống nha hai con. Mẹ, đã tới lúc mẹ phải đi rồi hai mẹ con ơi. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ hai tụi con nữa mà mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Hai, mẹ ơi, chị Hai, mẹ đừng đi bỏ hai đứa con nữa mà mẹ ơi. Mẹ về, mẹ về thăm hai đứa mình đó em. Chị Hai ơi, chị Hai ơi, em thấy có ai đâu chị Hai ơi. Chị Hai đừng có làm em sợ nha chị Hai ơi. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Chị Hai ơi. Trời ơi, rõ ràng là mẹ ở đây mà. Mẹ chị Hai, chị đừng có như vậy nữa đâu mà chị Hai. Chị đừng có làm em sợ nữa mà chị Hai. Phương
đi cố chủ bán ơi, cứ đồ em từ xa nè, em mang đi em. Mơ hờ, à, em mang đi. Cả đêm sống bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua đâu. Sao tụi con nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chú không có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á, thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Go đi. Go. Và theo lời yêu cầu, con xin để cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
Con tên là Tèo Em, năm nay con 13 tuổi. Con đến từ Cà Mau. Sở thích của con là ca hát và ước mơ của con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sao bữa nay anh hai vui dữ vậy? Sao mà không vui được, bữa nay anh hai có siêu lớn mà. Hát xong á có chút tiền hả anh em đi học? Yên tâm, tiền đi học cái gì, để tối nay anh hai hát xong sau này anh hai sẽ có tiền cho hai anh em mình đi học thế thôi. Bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa
Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát, tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong ước lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường, và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Từ lúc nào? Dạ, từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Từ nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... cô ốc và chương. Chúc mừng Tèo em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Nơi đâu
từng chiều xuân đến mấy trăm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Con đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mãi câu đồ dây trầu rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp giao thừa. Cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1. Cha
ngọn núi cao che bão bùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng mẹ ơi.
gần về chưa. Trời còn ngàn năm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh ca. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đưa con xa xứ, dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh nữa. Cả nhà vui bên bữa cơm nghèo, nhưng buổi chiều trọng á mưa giông nước, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi khóc một mình, muốn chút cạn thâm tình. À.
chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Lòng không vui thoáng nhớ lệ thấm đen nhàn tàn trong hư ảo mơ màng. Con thấy lại mẹ cha dù mang thân diện sư hồn vẫn ở quê nhà. Trời tan cơn mưa thì trời lại nắng, nhưng con biết tìm đâu cha mẹ ở trên đời. Trời không xa mưa giống nơi quê người xứ lạ, con vẫn nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn.
hát câu dân ca sao mệt mà lòng anh thiên hoa tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa người mà non hương bóng em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lạnh lẽo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm lòng chợt cuộn mênh mông dáng xưa vàng theo giấc mộng chắc người đã bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng làm sao anh quên những ngày khi mới quen tên bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình nhiều ngăn cách sông chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng tình mình dù ngăn xong chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn thank you.
buồn này đành cống nín. Rồi đời có những khi buồn nao lòng, cố nhân biển biển có nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rời tới ta, dưỡng làm xong lại đời ta. Mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con có ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bỏ. Đi về nhanh lên. Ôi, ẩm về coi thương, quá thương, nhỏ thương. Nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Vị Trung. Cảm ơn. Anh cốc ổi mía ghim không? Anh chị ơi, cốc ổi mía ghim anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Ừ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa, em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ôi, chị tưởng đâu là em kêu kêu chị bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi, thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà bầu, chị không chịu, nó kêu chị bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm à. Bà bắn. Rồi. Dạ, bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường em lo nước lo cho nước mọi người liền. Ừ. Rồi, biết rồi. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Bà bầu ơi, bà bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không biết, để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bà bầu. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát.
chịu không? Nghe. Bà cho tôi hát đi bà bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Rồi, cái sĩ đủ hết rồi. Đủ hết rồi đó. Lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà bầu hát. Vậy hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền. Hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi, giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắc sầu thương, người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi.
lấy vần trắng tô đẹp má. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi, hay dữ vậy. Trời đất ơi, từ nào giờ mời xô chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát này, nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi nó đâu đây, hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bà bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ cảm ơn bà bầu. Trời đất ơi, với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Dạ được chị. Được không? Được, dạ được bà bầu. Rồi vậy là tôi nhận chị, nha. Vậy là ảnh là hát chung tới 4 đứa lận á chị. Đâu 4 đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời. Kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo. Xanh nở xong đi chị cho Linh hát. Thôi, dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Ừ. Thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi cũng chịu à. Không, em hát nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử à. Hát nữa đi em, lấy mình trắng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi anh, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai huyền vời. Một lần nữa. Tuổi đời trơn đơn côi, có hồn đai lưu buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa, buồn lắng tâm. Đau thương từ lúc vừa bước chân.
giọt mưa tan tát mưa mùa ngâu, tiễn chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.
viễn xứ, gót chân in ngàn muôn lối sông hồ, áo sơn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương, lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm. Lang thang từng
gấp bao mùa, ước mong mai về thăm quê. Trời mưa gió đâu có ai dùng, trời đang sáng thôi còn gì mong. Đồi hủ tiếu đã nghi ngút thơm lừng, tôi mong ước không gần dù biết rằng chẳng còn một ai. Hủ tiếu cỏ, hủ tiếu cỏ đây, hủ tiếu cỏ, hủ tiếu cỏ đây, hủ tiếu cỏ, hủ tiếu cỏ đây, hủ tiếu cỏ, hủ tiếu cỏ. Mình phải sang. Ai ăn hủ tiếu cỏ không? Ăn con, ăn. Cho hai tô đặc biệt. Lạp. Cho chú ăn và bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng rồi, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tèo Em, tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất
Tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nha. Nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng hụt hết trơn. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và Trương. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé.
đời chỉ sớt cho nhau biết bao ân tình nỗi niềm mến thương. Cho Trung Hậu. Dưới trăng mơ màng bóng trầm nhạc hoang nỉ non, sắc áo xiêm mì từng đêm sân khấu rạng ngời, vua hiền tôi trung chiến quân tham tàn danh non sông sân danh con rồng đất Việt ngàn năm sử.
tình đã mai. Khúc văn thiên tượng năng tình xưa, quá thân nhân vật vui buồn. Sắc son dưới sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, dân đắm say bao thế hệ qua từng câu ca. Cái gánh ca theo tiếng bồ lương truyền
danh thơm ngoài cõi tiếng đồn. Trong y cùng sinh thấy một tu có đôi ngàn bầu trời cảnh phận
lộ mây nặng chiếu lưng đeo. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất rất thương cha mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha đó, nhưng mà bây giờ mới kể, hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì
Lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử. Thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cả lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay. Cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ bỏ nó rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Thank you.
vì dăm sao lặng đông buồn quê sông quê cùng cánh cò lom khom bước chân đêm dáng lưng cong quê ta ngày xa xưa ngả thương câu bóng dừa dòng sông quê ngọt lịm chữ mô thắm ân tình về răng rửa dần mà thương thương quê nhà có mẹ trăng khuya mãi mơ vơ với đêm dài xa quê vừa đôi mươi uống chưa vơi suối nguồn lời quê chưa đựng ruột mẩn răng biết cắt lâu lời quê chưa đứng ruộng mừng răng biết cắt cắt lòng lời quê
phượng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bạn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến.